Chào mừng các bạn, đặc biệt là các bạn tân sinh viên chuẩn bị nhập học. 20 triệu cho một cái laptop thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn rất nhiều suy nghĩ và đắn đo. Và đương nhiên video này cũng sẽ dành cho phụ huynh của các bạn một chút xíu để lựa chọn cho con em chúng ta một cái laptop làm sao cho phù hợp. Thật sự thì mình vẫn khuyên là nếu như được thì hãy cố gắng lên cái tầm khoảng trên dưới 20 triệu một chút xíu. Thì những cái laptop như thế, một phần á, nó vừa mang có những cái vẻ đẹp tốt này, màn hình tốt này, pin tốt này, và dùng với những cái trải nghiệm nó mang lại cho vấn đề học tập hay thậm chí là sau học tập nó cũng trở nên tốt hơn. Thế nhưng không thể phủ nhận được một điều, đó là vấn đề kinh tế thì mỗi gia đình sẽ có một cái mức khác nhau. Vậy nên là chúng ta mới sinh ra những cái laptop kiểu như thế này. Đây là Lenovo IdeaPad 3. Cái phiên bản này đang bán ở bên Hoàng Hà Mobile, chỉ có mức giá là vào khoảng tầm 12 triệu rưỡi mà thôi. Và điều đặc biệt là giá ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo tại Hoàng Hà Mobile ấy, thì mức giá sẽ chỉ còn là 12 triệu 240.200 đồng. Tức là được giảm đâu đó tầm khoảng 250.000. Đó, loanh quanh tầm đó. Thế thì với một cái laptop chỉ hơn 12 triệu thì liệu nó làm được những cái gì? Ok, hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Nghe xem intro nhé. Cái điều đầu tiên á, đó là với một cái laptop giá rẻ thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi được những cái yếu tố liên quan đến build quality, chất lượng như thế nào, hay là cái thiết kế bên ngoài nó phải đẹp, nó sang chảnh các thứ như thế nào. Đây là một cái laptop nó theo cái kiểu dạng cơ bản và nó sẽ là một cái thứ gì đấy nó phục vụ cho những cái nhu cầu cơ bản nhất của tôi, cũng không thể nào đòi hỏi được quá nhiều đâu. Nhưng cũng có những cái điểm sáng, ví dụ như cái phần bản lề này, kéo ra kéo vào vẫn khá là ok. Tuy nhiên thì nó đương nhiên sẽ vẫn có cái sự rung lắc nhẹ kiểu như thế này trong quá trình chúng ta động vào. Thì nói chung là sử dụng bình thường hàng ngày thì các bạn cứ để ý sử dụng được, và nó cũng có một cái điểm cộng ấy. Đấy, nó mở được cái phần bản lề ra rất rộng như thế này. Vậy nên trong quá trình sử dụng ấy, thì nó cũng đỡ lo cái vấn đề chẳng may chúng ta bị gạt tay chúng thì liệu cái phần bản lề này có bị gãy hay là không. Nói chung á, thì với những cái yếu tố linh hoạt trong quá trình sử dụng như thế này thì nó cũng là một cái điểm cộng rồi. Nhưng không thể phủ nhận được một điều thì nó là một cái laptop vẫn dày nhá. Và 15,6 inch thì nó cũng hơi nặng nhá, chứ nó không thuộc dạng nhẹ gì đâu. Xác định rõ. Ok, rồi, thì để quay trở vào phía bên trong đi, đây mới là những yếu tố quan trọng nhất. Thì đầu tiên đó là cái màn hình. Màn hình của chúng ta có kích thước là 15,6 inch và độ phân giải là Full HD. Cá nhân mình đánh giá thì cái màn hình này cho độ sáng là 200 nits thì cũng gọi là vừa đủ để sử dụng. Nhưng thứ nhất là cái màu sắc thì nó hơi nhạt nhạt. Thứ hai nữa, góc nhìn của nó không quá tốt. Và để nói cho dễ hiểu thì cái màn hình này chỉ phù hợp để các bạn làm những công việc liên quan đến văn phòng, gõ nội dung, content hay làm những thứ gì liên quan đến trình chiếu các kiểu thôi. Chứ các bạn mà muốn có một cái chất lượng màn hình thật là đẹp, thật là xịn sò các thứ, màu sắc rất là rực rỡ nịnh mắt các thứ để mà các bạn xem phim này, giải trí này, hay thậm chí các bạn edit những cái nội dung liên quan đến hình ảnh, video ấy, thì mình xác định rõ với nhau luôn là cái màn hình này này, nó không đáp ứng được tốt cái yếu tố đó. Bởi vì cái màu sắc của nó đáp ứng là không thực sự quá tốt. Nhưng mà độ phân giải Full HD thì nó cũng là một cái mức cơ bản rồi. Bây giờ thì hầu như Full HD hết, nên chúng ta cũng không phải nói đến quá nhiều. Nên màn hình sẽ là yếu tố đầu tiên các bạn sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ nha. Yếu tố thứ hai là cái bàn phím. Rõ ràng là bàn phím chúng ta sẽ cần phải gõ liên tục và gõ hàng ngày. Thì bàn phím của cái laptop này có đầy đủ cả hàng phím số. Và cơ bản thì cá nhân mình thấy cái layout này cũng rất là dễ để làm quen. Bàn phím của Lenovo thì hầu như đều mang cho bản thân một cái cảm giác gõ khá là tốt. Và mình thích cái con bàn phím này ở một điểm, đấy là cho dù nó thuộc dạng giá rẻ nhá, nhưng mà cái sự chắc chắn của từng cái nút nó vẫn mang lại một thứ gì đấy rất là ok. Nó không bị lắc gì nhiều. Hay ngay cả những cái thanh dài á, thì chúng ta gõ cũng mang lại cái sự ổn định khá là ok. Nói cho dễ hiểu thì cái bàn phím này cũng khá dễ làm quen, và các bạn làm quen với nó thì có thể yên tâm sử dụng nó typing hàng ngày mà không cần phải mua thêm bàn phím bên ngoài. Nhưng mà chuột thì chắc chắn là phải mua thêm đấy. Trackpad của chúng ta vẫn được phủ một cái lớp kính phía bên trên để di cho nó mượt. Tuy nhiên thì nó khá nhỏ và những cái thao tác đa điểm thì cơ bản là cũng mượt mà đấy. Nhưng mà cái độ sướng của nó thì mình thấy nó không thực sự quá tốt. Dùng hàng ngày làm những cái nhu cầu cơ bản thì mình nghĩ là nó vẫn đủ. Nhưng nếu muốn có trải nghiệm tốt hơn thì chắc chắn vẫn sẽ cần thêm chuột rời ở phía bên ngoài các bạn nhé. Ok là rồi các bạn sinh viên đấy, đặc biệt là kể cả giáo viên nữa, thì cũng sẽ yêu cầu cái webcam chất lượng nó cũng sẽ phải cao hơn một tí xíu. Thì đây mình sẽ test luôn cái webcam để cho mọi người có thể thấy nha. Sẵn tiện test như thế này thì chúng ta cũng sẽ test một yếu tố khác luôn, đó là cái chất lượng micro, để xem thu âm có tốt hay không. Cái webcam này thì chỉ có độ phân giải là 720p thôi, nó không ăn thua cho lắm nên là thử nhá. Chào mọi người, đây là hình ảnh được ghi lại từ webcam của con Lenovo IdeaPad 3 này. Các bạn sẽ thấy rõ ràng một điều, đấy là màu sắc thì rất là nhạt nhạt. Chi tiết các thứ thì cũng khá là bình thường, không có thứ gì cả.
Nói chung các bạn đừng đòi hỏi về cái chất lượng của cái webcam này, nó chỉ gọi là đủ thu được cái mặt là tốt lắm rồi thôi, chứ cũng không thể nào rõ ràng để chi tiết một cái gì cả. Cái quan trọng là mình thấy nó vẫn có cái sự ổn định khá là tốt, vẫn được khoảng 30 frame và vẫn có một sự mượt mà trơn tru cần có. Như thế này thì gọi là đủ để mà video call, để mà học online rồi báo danh các thứ rồi. Rồi quan trọng nhất là các bạn đánh giá xem là chất lượng micro thu âm. Mình đang ngồi vị trí bình thường như này là cái vị trí mà các bạn học sinh sinh viên sẽ dùng để học rất là nhiều. Thì xem là chất lượng thu âm có ổn hay là không. Và liệu với cái mức độ chất lượng thu âm như thế này này thì giáo viên có dạy online cho các bạn học sinh ấy, sinh viên ấy, thì liệu nó có ổn hay là không? Các bạn tự đánh giá và đưa ra kết luận của bản thân nhé. Môi trường văn phòng này của mình thì đang khá là yên tĩnh, nó không có tiếng tạo âm gì nhiều, nó chỉ có một cái tiếng nhỏ 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 thôi. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta nghe thử xem là cái âm thanh, giọng nói thu có tốt hay là không. Ok. Rồi, webcam và micro đã ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải test thêm loa ngoài. Khá bình thường, không có điều gì chúng ta phải nhắc đến cả. Âm lượng thì cũng vừa đủ, thế nhưng mà chất lượng thì thôi, tốt nhất là một là loa ngoài, hai nữa mua cái tai nghe cắm vào nghe cho nó riêng tư nha. Rồi bây giờ sẽ quay sang đến hiệu năng. Hiệu năng thì con này dùng chip AMD R7 5825U, và cái phiên bản này thì đã có sẵn khá nhiều thứ, ví dụ như 8GB này, 512GB SSD này, và quan trọng là có luôn cả Windows 11 bản quyền các bạn nha, Home Single Language. Thì đương nhiên với Windows 11 bản quyền thì nó sẽ là một cái yếu tố để giúp các bạn có thể update về lâu về dài thoải mái, không có điều gì chúng ta phải xoắn cả. Và cái quan trọng là với con AMD 5825U á, thì đây là một con chip chúng ta có tới 8 nhân và 16 luồng. Và dành cho các bạn nào chưa biết ạ, thì AMD mà dòng U á, thì U ở đây nó là Ultimate. Đùa đấy, bản chất thì U đấy vẫn là Ultra Low Power, tức là những cái con chip tiết kiệm điện. Nhưng các bạn cũng biết là những con chip dòng U của AMD nó mang lại trải nghiệm về hiệu năng thực sự cực kỳ tốt. Và mình khá bất ngờ khi mà cái hiệu năng thực thi của con AMD Ryzen 7 5825U này thì nó sẽ giúp các bạn có thể cân hết được gầu như là tất cả mọi những tác vụ văn phòng mà chúng ta cần phải quan tâm đến. Đương nhiên những cái kiểu Word, Excel, PowerPoint thì các bạn không bao giờ phải lo. Cái đáng tiếc và cái suy nghĩ nhất ở đây đó là cái phiên bản bộ nhớ RAM mặc định sẽ chỉ có 8GB. Thì 8GB đối với những laptop chạy Windows thì mình nói thật sự với mọi người là nó hơi thiếu. Vậy nên nếu như được thì chúng ta nên đầu tư thêm vài trăm nghìn nữa, nâng cấp lên thành 16GB RAM, thì chắc chắn là những nhu cầu cho dù là văn phòng hay là những nhu cầu nâng cao hơn thì chiếc laptop này cũng có thể đáp ứng được một cách rất tốt dành cho mọi người. Đặc biệt là mấy con chip dòng AMD này, đặc biệt là mấy con chip AMD dòng U mới ấy, thì chúng ta có AMD Radeon Graphics. Thì đây là một con chip xử lý đồ họa và nó mang lại một trải nghiệm bản thân mình đánh giá là nó thực sự cực kỳ tốt. Còn laptop này nếu nói một cách công bằng, chúng ta có thể chơi được những cái tựa game cơ bản, những tựa game eSports ở mức setting thấp, và FPS nó mang lại một sự ổn định khá ấn tượng. Ví dụ như con laptop này chúng ta có thể tự tin chơi được liên minh điện thoại. Đương nhiên là không khuyến khích các bạn sinh viên chơi game, nhưng nó cũng là một cái nhu cầu mà chắc chắn ai cũng sẽ có. Nên bản thân mình còn chơi game để giải trí thì nói gì các bạn sinh viên, đúng không? Nên là cái laptop này trong những trường hợp vui vẻ, chúng ta vẫn có thể chơi liên minh một cách rất ok trên nó. Thậm chí là ở mức max setting vẫn có thể chơi được, chứ không phải đùa đâu các bạn nhé. Nên nói chung với những cái nhu cầu cơ bản mà mọi người cần làm những cái liên quan đến văn phòng, lướt web, mở vài tab Chrome các thứ, rồi chúng ta làm những cái slide trình chiếu để mà học tập các thứ, hay thậm chí các bạn chơi những tựa game nhẹ nhàng kiểu eSports các thứ, thì nó có thể đáp ứng một cách rất ok. Nói chung riêng cái gì mình không biết, chứ riêng dùng mấy con chip AMD Ryzen mà kể cả một con giá rẻ như này, biết là con chip đời cũ, đầu năm mà, nhưng nó vẫn là 8 x 16 luồng nên các bạn không phải lo về vấn đề hiệu năng. Ok, cổng kết nối thì con này khá là đầy đủ. Chúng ta có HDMI để mà xuất ra màn hình bên ngoài, có những cổng USB-A để kết nối thêm những thiết bị ngoại vi, cũng có luôn cả một cái cổng USB-C chuẩn giao thức USB 3.2 để các bạn muốn thì chúng ta có thể kết nối ra những cái ổ cứng di động bên ngoài với một tốc độ rất là cao. Và nói chung thì chúng ta cũng có thể làm được rất nhiều thứ thú vị với những cái cổng kết nối như này để mở rộng ra những cái thiết bị ngoại vi nữa, thì các bạn không phải lo. Chúng ta cũng có luôn cả vân tay để mở khóa bằng Windows Hello một cách cực kỳ nhanh, và cái thời lượng pin của mấy con laptop như thế này thì thật sự là cũng không thể nào đòi hỏi quá nhiều đâu. Nói chung á, pin con này mà sử dụng bình thường loanh quanh cũng phải khoảng tầm được 2 cho đến 3 tiếng tùy mức độ các bạn sử dụng, và chúng ta cứ xác định rõ ràng với nhau đi đâu thì mang theo cái cục sạc các bạn nhé. Ok, thì nói nôm na với con Lenovo IdeaPad 3 này, bản thân mình đánh giá thì trong tầm giá khoảng 12 củ, 12 củ rưỡi, thì hiệu năng của nó là một trong những thứ thật sự rất là xứng đáng
nếu không muốn nói là thuộc dạng nó quá mạnh so sánh với số tiền các bạn phải bỏ ra. Thế rõ ràng chỉ khoảng hơn 10 triệu, hơn 12 triệu chúng ta có một con chip 8x16 luồng và một con chip rất mạnh, kèm với cả GPU tích hợp cũng mang lại trải nghiệm rất tốt. Chúng ta có thể tự tin để làm bất cứ một việc gì các bạn cần. Chúng ta cũng có một cái bàn phím gõ tốt, trackpad lướt ok và có một cái màn hình kích thước lớn trong cái tầm giá này. Đương nhiên những cái thứ đánh đổi đó là thiết kế của nó thì không quá đẹp, chất lượng webcam thì không quá tốt, vẫn được HD nhá, nhưng mà thực sự là bản thân mình đánh giá nó không quá tốt. Hay là chúng ta cũng có một cái loa ngoài nó khá là bình thường thôi, bên cạnh một cái màn hình thì màu sắc nó hơi nhạt nhạt và nó cũng kiểu cơ bản quá ấy các bạn. Nhưng thứ gì cơ bản thì nó vẫn mang lại một thứ gì đấy nó bình thường hóa mọi thứ để mà giảm giá bán xuống, giúp chúng ta có thể dễ tiếp cận để nó hơn. Vậy các bạn nghĩ sao? Nhờ check giá tại Hòa Hàng Mobile để chúng ta vừa có giá tốt lại còn có thêm cả những ưu đãi hấp dẫn dành cho các bạn học sinh, sinh viên và giáo viên nhé. Ok, bye bye.